so nervous I couldn't speak. In that very moment I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you. Will heaven hold you? You look so beautiful in white, and from now to my very last breath. Kính thưa tất cả quý vị thân mến, và trên sân khấu ngay lúc này là một chú rể vô cùng điển trai, và anh đã sẵn sàng để nắm chặt tay người vợ hiền đi suốt cuộc hành trình rồi. Hãy cho chúng tôi một tràng vỗ tay nữa để chào đón cô dâu xinh đẹp của chúng tôi, cô dâu hôn lan của chúng ta. Những cái nắm tay thật chặt ngày hôm nay đã thể hiện một sự son sắc thủy chung cho một cuộc sống hạnh phúc đầy ắp những tiếng cười. Kính thưa các cụ, các ông, bà ở họ nhà gái, tôi là bác của cháu đại diện cho họ nhà trai. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, được sự ủy quyền của ông Thắng và bà Quang xuống đây để cười chuyện với các cụ bên họ nhà gái. Trước tiên chúng tôi xin kính chúc toàn bộ các cụ của nhà gái và nhà trai sang năm mới luôn luôn mạnh khỏe, vạn sự được như ý. Rồi, như vậy là trên tinh thần hôm nay là một ngày đại lễ của các cháu, thì gia đình chúng tôi xuống đây, và nói chung là tất cả các bác, các cô, các chú, toàn bộ bạn bè họ hàng đã xuống đầy đủ để xin phép nhà gái để đón cháu dâu về trên nhà trai. Có một lời cuối cùng xin chúc các cụ các ông luôn luôn mạnh khỏe và thành đạt. Kính thưa các cô, các ông, các bà và bạn bè trai gái của hai cháu, chúng tôi được sự ủy quyền của bà Xỉu đại diện cho nhà gái, xin chúc các cụ, các ông, các bà luôn luôn mạnh khỏe để dạy con cháu được thành đạt. Kính thưa hồi hôn, tôi đại diện cho nhà cha nhà gái, và cũng về sự giới thiệu của tôi là bác của cháu Lan, và anh em với như bà Xỉu, trong một trường hợp như vậy là nhà qua quá trình hai cháu tìm hiểu đã chín mùi và được sự đồng ý của hai bên các cụ, hai bên ông bà, nhất là hai bên bố mẹ của hai cháu đã quyết tâm xây dựng hạnh phúc cho hai cháu, và như vậy là hai gia đình đã thống nhất ngày đẹp tháng tốt để đại lễ của hai cháu ngày hôm nay. Và tôi cũng xin chúc tất cả nhà trai nhà gái và hai cháu chưa cháu thôi là chưa đầy năm mẹ đã đầy cả con. Xin cảm ơn những lời phát biểu vô cùng tuyệt vời, vô cùng sắc son và mộc mạc của đại diện nhà gái. Và nhà trai đã có lời ngỏ, nhà gái chúng tôi hoàn toàn đồng ý và nhất trí cho một quan điểm để cùng chúc mừng hạnh phúc cho đôi lứa. Và ngay bây giờ xin mời đại diện hai nhà sẽ quay vào nhau và dành cho nhau một cái bắt tay thật chặt đi ạ. Xin mời đại diện hai bên. Và hơn nữa chúng tôi thấy muốn thấy một cái ôm nữa để chúng ta cùng kết nối tình không gian từ đây ạ. Một cái ôm đi ạ, vỗ tay quý vị. Xin được cảm ơn, và ngay bây giờ thì xin mời đại diện chúng ta sẽ cùng tiến tiếp tục vào bên trong nhà. And with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live I love you, will heaven hold you? You look so beautiful in white, and from now to my very life.
ông các bà của họ nhà gái. Trước tiên chúng tôi xin cảm ơn thực sự đó của họ nhà gái. Tiếp đây như vậy vì thời gian nó có hạn, cho nên là xin phép mời các cụ, các ông, các bà ở nhà gái đưa cháu về nhà trai, và đồng thời lên trên ấy là liên hoan và ăn bữa cơm thân mật với gia đình chúng tôi. Bây giờ thời gian nó cũng có hạn, bây giờ xin phép mời các cụ, các ông, bà chúng ta trở về nhà trai. Daughter is what our future holds. I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Yeah, and if she falls in love, we'll let her go. I'll walk her down the aisle, she looks so beautiful in white. Cảm ơn.
Cảm ơn những lời phát biểu vô cùng quan trọng của đại diện họ nhà gái, và ông đã mang lại một tâm tư với một sự truyền cảm vô cùng mộc mạc. Và chúng tôi tin chắc rằng những lời truyền cảm ấy đã ghi sắc vào trong tim của hai nhân vật chính ngày hôm nay. Và có lẽ trong giây phút này thì nhà trai chúng tôi cũng đã sẵn sàng để kết nối và cảm tạ tới sự hiện diện của thần quý vị, và không quên gửi lời gắm tới hai nhân vật chính của chúng tôi. Ngay sau đây, xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với những lời phát biểu đến từ phái đoàn họ nhà trai. Xin mời ông. Kính thưa các cụ, các ông, các bà trong hôn trường, hôm nay là ngày đại lễ của hai cháu Hùng Lan. Tôi là bác của các cháu nên đại diện cho họ nhà trai trước tiên để gửi lời kính chúc sức khỏe đến toàn bộ hội hôn và gia đình nhà trai và nhà gái sang năm mới có một sức khỏe tốt và làm ăn được vạn sự được như ý, cuộc sống luôn được nở hạnh phúc. Và hôm nay là ngày đại lễ thì gia đình nhà trai cũng được đón gia đình nhà gái lên và cũng mời gia đình nhà gái về xơi lương cơm đoàn kết ở hai họ để vun vén cho các cháu cuộc sống sau này được mãi mãi được viên mãn. Tôi xin cảm ơn hai họ và toàn bộ của hôn trường. Một khoảnh khắc vô cùng tuyệt vời đã được hai đại diện chia sẻ và gắn kết, và ngay bây giờ đại diện chúng ta sẽ cùng nắm chặt tay nhau và một cái ôm thật chặt để chúng ta kết nối tình thông ra. Và một tràng vỗ tay nữa để cùng chúc mừng hạnh phúc. Xin cảm ơn đại diện. I found love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know I'll be alright. Girl, you'll be my man, and I see my future in your eyes. Well, baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass while listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect.